Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng dự lễ đón nhận xã Xuân Quan đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với các doanh nghiệp về xây dựng, tài nguyên và môi trường. Chi nhánh Viettel Hưng Yên nộp ngân sách 93 tỷ đồng. Bắt giữ 6,5 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối tại huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã về dự lễ đón bằng công nhận xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Trước khi bước vào buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã đến thăm mô hình nuôi cấy mô nhân giống và sản xuất hoa lan đai châu và địa lan của gia đình ông Phan Ngọc Oanh ở thôn 7. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của nông dân Văn Giang. Người trồng hoa nơi đây giờ không chỉ còn gieo trồng thuần túy mà còn tự sản xuất giống để cung ứng cho người bản địa và khu vực. Qua đó, nông dân chủ động được nguồn giống, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị canh tác. Đồng chí mong rằng mô hình sẽ tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm để nuôi cấy nhân giống thêm nhiều loại hoa cây cảnh khác, để Xuân Quan trở thành địa phương không chỉ nổi tiếng về hoa mà còn là nơi sản xuất cây con giống tin cậy. Đến thăm các nhà vườn sản xuất hoa thương phẩm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh rất vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, sáng tạo cả về sản xuất thương mại, quy mô sản xuất lớn, hiện đại với đa dạng các chủng loại hoa cây cảnh của người dân nơi đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Giang, các sở ban ngành tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để địa phương này tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu, bền vững, là cầu nối liên kết với các địa phương khác để mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển mạnh hơn nữa, không chỉ về sản lượng mà cần phải đặc biệt lưu ý về nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã. Khuyến khích các mô hình sản xuất lớn theo hướng hợp tác xã, câu lạc bộ. Xây dựng thương hiệu cho vùng hoa cây cảnh, giữ vững và phát triển làng nghề hoa cây cảnh của địa phương. Huyện Văn Giang có kế hoạch xây dựng Xuân Quan cùng với các mô hình cam bưởi cảnh thành khu trung tâm thương mại và du lịch sinh thái, thu hút du khách thập phương. Trong thời gian 7 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Quan đã huy động trên 144 tỷ đồng để đầu tư xây dựng và hoàn thiện 19 tiêu chí. Diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Khu trung tâm xã xây dựng khang trang, cơ bản các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm, đường ra đồng được cứng hóa bằng bê tông, đá cấp phối. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57%, cơ sở vật chất của 3 cấp học trên địa bàn xã đều được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại, đạt chuẩn theo quy định. 100% số thôn có nhà văn hóa, khu vui chơi với trang thiết bị và hoạt động theo tiêu chuẩn. Trên 60% diện tích canh tác được chuyển dịch cơ cấu cây trồng, sản xuất theo hướng hàng hóa mà lại hiệu quả kinh tế cao, mà chủ đạo là trồng hoa cây cảnh. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 42 triệu đồng. Đặc biệt trong xã có hàng trăm hộ thu nhập hàng tỷ đồng một năm. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tặng hoa chúc mừng và trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng biểu dương kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Quan đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời mong rằng thời gian tới tiếp tục nâng cao các tiêu chí phát triển thế mạnh kinh tế địa phương theo hướng bền vững, gắn với công tác bảo vệ môi trường, quan tâm các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, góp phần cùng huyện Văn Giang hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. Phát huy lợi thế vị trí địa lý ven đô, đất đai phì nhiêu màu mỡ do sông Hồng bồi nắng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới, đi trước đón đầu, cần cù lao động, dám nghĩ dám làm, tư duy sáng tạo và năng động trong thực tiễn, đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi, phát triển mạnh dịch vụ thương mại và du lịch, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Từ một xã nghèo, sau gần 10 năm xây dựng, xã Xuân Quan nay đã trở thành một xã mạnh của huyện và của tỉnh. Xuân Quan ngày nay đã trở thành đô thị nông nghiệp nông thôn, làng trong phố, phố trong làng. Hôm qua chúng ta là làng lúa, làng ngô, thì ngày nay Xuân Quan đã trở thành một làng hoa tươi đẹp. Xã đã tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất và thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tái đầu tư sản xuất và đi xuất ngoại để học nghề, để chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
từ 60% đất nông nghiệp đã chuyển sang trồng cây hoa, cây cảnh và cây công trình có giá trị kinh tế cao, gắn việc trồng hoa với phát triển du lịch sinh thái khác với truyền thống. Hoa Xuân Quang có các sản phẩm mới như hoa trậu, giỏ treo, thảm hoa được sản xuất trong nhà lưới theo phương pháp nuôi cấy mô, nai và ghép. Xuân Quang giờ đây sẽ trở thành một trong những trung tâm về nhân giống, gieo trồng, buôn bán cây hoa mạnh nhất, sầm uất nhất ở miền Bắc. Kinh tế phát triển toàn diện, trong đó nông nghiệp phát triển nhanh, đồng đều cả về số lượng và giá trị. Giá trị thu hoạch trên 1 hecta canh tác đến năm 2017 đã đạt 500 triệu đồng trên hecta. Nghề trồng hoa đã thu hút trên 900 hộ gia đình trong xã. Tổng lợi nhuận từ hoa cây cảnh của xã mỗi năm đã lên đến 200 tỷ đồng. Mức thu nhập hàng năm của các hộ trồng hoa từ 300 triệu đến cả chục tỷ đồng. Diện mạo của nông thôn Xuân Quang ngày nhiều khởi sắc, đời sống tinh thần vật chất của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ phá hộ giàu cao, hộ nghèo còn hơn 1,5%, đã giữ vững và phát huy tốt danh hiệu làng văn hóa. Xây dựng nông thôn mới Xuân Quang có được ngày hôm nay chỉ là bước đầu, là một cuộc cách mạng lâu dài và gian khổ. Với tinh thần không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý cũng như sản xuất thâm canh, tôi mong rằng Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Quang, đặc biệt là các bác nông dân của xã Xuân Quang, hãy và sẽ biến nơi đây thành xã nông thôn kiểu mẫu, là đô thị sinh thái văn minh, thành một làng nghề hoa tiêu biểu của cả nước, bắt kịp và dẫn đầu xu thế của tương lai của quê hương đất nước và đáp ứng yêu cầu của thế giới. Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Quang hôm nay đã có thêm một niềm vui mới, đó là xã nông thôn mới. Tôi hy vọng sẽ khẳng định và mở ra một tương lai mới tốt đẹp hơn nữa và phát triển bền vững hơn nữa cho xã nhà. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực xây dựng, tài nguyên và môi trường. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành và lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của chính quyền trong giải quyết những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong thời gian qua và đồng thời kiến nghị một số nội dung về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về giá thuê đất, việc xác định ranh giới giữa xã với đơn vị hành chính thị trấn không rõ ràng, gây khó khăn khi tính giá đền bù. Sau khi lãnh đạo các sở ngành trả lời, giải đáp ý kiến của doanh nghiệp, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử khẳng định tỉnh luôn đồng hành giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trên cơ sở ý kiến chính đáng của các doanh nghiệp trên từng lĩnh vực cụ thể, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở và chính quyền các huyện, thành phố rà soát ngay, giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về tiêu chuẩn môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Về nhiều ý kiến của doanh nghiệp và người dân liên quan đến việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục rườm rà, đồng chí yêu cầu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thanh kiểm tra đột xuất bộ phận văn phòng đăng ký đất đai, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm khi cố tình kéo dài, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận. Về thực hiện các chính sách miễn giảm thuế, đồng chí yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các giấy tờ theo quy định của nhà nước khi làm thủ tục miễn giảm trên cơ sở các văn bản quy định của chính phủ, được áp dụng trên toàn quốc chứ không phải ở một địa phương nào. Cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh không thể làm khác, làm trái quy định được. Sáng nay, Ban tổ chức hội chợ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 của tỉnh đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội chợ chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, hội chợ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2019 tại đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên. Quy mô tổng thể của hội chợ dự kiến gồm 250 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các huyện, thành phố, doanh nghiệp, các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trong và ngoài tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, hội chợ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 chủ yếu để giới thiệu sản phẩm và phục vụ cung ứng hàng hóa cho bà con nông dân dịp Tết Nguyên đán, nên tuyệt đối không bán vé vào hội chợ và ưu tiên các mặt hàng nông sản. Đồng chí yêu cầu các đơn vị và cá nhân là thành viên ban tổ chức hội chợ cần chuẩn bị chu đáo theo các nhiệm vụ đã được phân công.
đặc biệt Sở Công Thương là đơn vị tổ chức phải phối hợp với thành phố Hưng Yên để có lực lượng thường trực theo dõi, quản lý về chất lượng hàng hóa, an toàn về thương mại, cháy nổ và bảo vệ tài sản. Tổ chức đấu thầu sớm để công ty tổ chức sự kiện sớm triển khai dàn dựng, gian hàng và trang trí tổng thể khu vực hội chợ. Đối với các huyện, thành phố, không giới hạn số lượng gian hàng tham gia, tuy nhiên cần sớm nộp danh sách đăng ký về Sở Công Thương trong tháng 12 năm 2018. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân tỉnh Hưng Yên năm 2018. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh chủ trì buổi diễn tập. Tới dự có đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh. Buổi diễn tập diễn ra nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ của các cơ quan quản lý, các cơ sở tiến hành công việc bức xạ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập phải thực hiện nghiêm các quy định, nội dung đề ra để buổi diễn tập đạt kết quả cao. Buổi diễn tập được diễn ra với các nội dung triển khai kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở, triển khai kế hoạch ứng phó sự cố cấp địa phương như phát hiện sự cố và thông báo, huy động nguồn lực và triển khai ứng phó sự cố, triển khai tìm kiếm nguồn, công an phường làm việc tại công ty tiếp nhận và xử lý thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ, huy động nguồn lực đến hiện trường, thực hiện nhiệm vụ ứng phó tại hiện trường, khám nghiệm tại kho nguồn, điều tra xác minh đối tượng lấy trộm nguồn phóng xạ. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tụ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018. Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018. Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2019-2020, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các thành viên Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 700.000 dữ liệu về liệt sĩ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chuyển giao 1.200.000 dữ liệu về liệt sĩ, gần 900.000 dữ liệu về mộ liệt sĩ và hơn 3.000 dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để chuyển hóa, tích hợp dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2016 đến năm 2018, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được trên 5.800 hài cốt liệt sĩ. Giai đoạn 2019-2020, các đơn vị địa phương tập trung hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, chuẩn hóa thông tin, tích hợp, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập ở 3 cấp, xã, huyện, tỉnh trong phạm vi toàn quốc. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thời điểm này, gần 200 hectare quất cảnh của huyện Văn Giang đã bắt đầu vào vụ sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Theo các nhà vườn chuyên canh cây quất cảnh cho biết, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi cho sự phát triển của các loại cây cảnh nói chung và với cây quất cảnh nói riêng. Thời điểm này, hầu hết các vườn quất quả đều đã bắt đầu chín và lên màu. Cơ bản, các vườn quất quả to đều có mẫu mã, dáng thế đẹp, tỷ lệ cây to, dáng thế nhiều đa dạng hơn mọi năm. Đã có khoảng 60% diện tích quất đã được các thương lái đến đặt mua. So với năm ngoái, thị trường có phần sôi động hơn, lượng khách hàng đến đặt mua sớm hơn, chủ yếu là khách mua buôn từ các tỉnh miền Trung. Giá bán năm nay tương đương với năm ngoái, trung bình ở mức từ 300 đến 500 nghìn đồng một cây quất dáng tháp và từ 500 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng một cây quất dáng thế. Được biết, trung bình mỗi sào quất cảnh cho thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng, trừ chi phí còn thu lãi từ 30 đến 40 triệu đồng. Nhờ tăng cường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2018, ngành thuế huyện Phù Cừ đã thu được 254 tỷ đồng, đạt 182% so với kế hoạch tỉnh giao. Các khoản thu đạt cao là thu thuế sử dụng đất đạt trên 200 tỷ đồng, thu tiền thuê đất được 1,7 tỷ đồng, thu lệ phí trước bạ đạt 14 tỷ đồng,
thu thuế ngoài quốc doanh đạt hơn 3 tỷ đồng. Để có được kết quả như vậy, ngay từ đầu năm, ngành thuế Phù Cừ đã tập trung rà soát, tăng cường kiểm tra đôn đốc các khoản thu, phối kết hợp với các ngành chức năng và địa phương của huyện trong công tác quản lý khai thác nguồn thu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kịp thời phân tích đánh giá những nhân tố tác động đến địa bàn, tuyên truyền và hỗ trợ tới các cá nhân tập thể kê khai nộp thuế, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính. Năm 2018, Viettel Hưng Yên phát triển và đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó doanh thu dịch vụ đạt 945 tỷ đồng và nộp ngân sách tỉnh trên 93 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh, Viettel Hưng Yên giữ vững được thị phần thuê bao di động lũy kế chiếm trên 70%, thuê bao 4G tăng thêm trên 100.000 thuê bao, phát triển mới tăng 30% so với thực hiện năm 2017. Triển khai thành công nhiều dự án công nghệ thông tin quan trọng phục vụ cho hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành y tế, giáo dục như hệ thống cầu truyền hình kết nối Ủy ban nhân dân tỉnh với các Ủy ban nhân dân huyện. Dự án cổng thông tin điện tử Portal, phần mềm kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, dịch vụ, chữ ký số, hóa đơn điện tử. Thời gian qua, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, Viettel Hưng Yên chú trọng phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các kênh điểm bán. Năm 2018, Viettel Hưng Yên phát triển mới được trên 200 kênh bán, nâng tổng số kênh điểm bán của đơn vị trên địa bàn tỉnh đạt gần 5.000 kênh điểm. Doanh thu trung bình tại các kênh điểm bán đạt gần 300 triệu đồng một điểm một năm. Để nâng cao hiệu quả hoạt động các kênh bán, thời gian tới, Viettel Hưng Yên tích cực thực hiện một số giải pháp như tiếp tục hỗ trợ kênh điểm bán mới, quản lý nghiêm việc bán SIM số tại các kênh điểm bán, hỗ trợ để các kênh bán này có thể bán, tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ cố định bằng rộng. Từ tháng 10 năm 2018, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh được nâng lên thành Cục Quản lý Thị trường trực thuộc Bộ Công Thương thay vì trực thuộc Sở Công Thương như trước kia. Dù thay đổi về đơn vị chủ quản, nhưng mọi hoạt động của đơn vị vẫn có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại. Các hoạt động thanh kiểm tra của các đội trong Cục Quản lý Thị trường tỉnh vẫn có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh nhằm chống hàng giả, hàng lậu và các hành vi gian lận thương mại, góp phần bình ổn giá thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. 11 tháng của năm 2018, qua kiểm tra các đội quản lý thị trường trong tỉnh đã xử lý 414 vụ vi phạm về vận chuyển hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt và phát mại hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng, trị giá hàng tiêu hủy gần 600 triệu đồng. Điển hình như vụ bắt giữ 400 kg lợn ốm chết đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ ở Yên Mỹ. Bắt vụ sản xuất dầu nhất giả số lượng lớn ở Mỹ Hào, bắt giữ tiêu hủy 6,7 tấn dược liệu không rõ nguồn gốc. Chuẩn bị đến Tết Nguyên đán 2019, lực lượng quản lý thị trường cùng các lực lượng là thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh mở đợt cao điểm chống hàng giả, gian lận thương mại, góp phần bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết. Ông Đỗ Văn Hình ở thôn Tiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, với nghề chế biến cây dược liệu mỗi năm đều cho thu lãi từ 200 đến 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông cũng tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho hơn chục lao động có tay nghề tại địa phương. Sau thời gian học hỏi từ nhiều người về chế biến cây dược liệu, năm 2015, ông bắt đầu mở xưởng. Nhận thấy lợi thế và nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài tỉnh, ông đã đầu tư các trang thiết bị với số vốn bỏ ra hơn 800 triệu đồng. Cây dược liệu chế biến chủ yếu như nghệ, xuyên khung, thảo quả, sâm đại hành và bạch chỉ. Ông cho biết, mỗi năm xưởng của ông có thể sản xuất ra hơn 300 tấn dược liệu và xuất bán cho các đại lý trong và ngoài tỉnh như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, xưởng chế biến cây dược liệu của ông mỗi năm đều cho thu lãi từ 200 đến 250 triệu đồng. Ngoài ra, xưởng của ông cũng đã tạo việc làm cho hơn chục lao động có tay nghề tại địa phương với mức lương tối thiểu 5 triệu đồng một tháng, đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương. Thực hiện đề án số 04 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn khu phố gắn với mối quan hệ phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn giai đoạn 2016-2020, huyện Tiên Lữ đã triển khai thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn phố, tuy nhiên kết quả đến nay vẫn đạt thấp. Đến nay, huyện Tiên Lữ mới có 9 trong tổng số 55 thôn khu dân cư bố trí được bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn khu dân cư, trong đó duy nhất chỉ có xã An Viên có 4 trên 4 thôn có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn đạt 100%, Hưng Đạo có 2 trên 5 thôn.
Còn lại một số xã như Thiện Phiến, Cương Chính, Thị Trấn Vương mới bố trí được một bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố. Việc nhất thể hóa này có ưu điểm góp phần tinh gọn cơ cấu bộ máy từ cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến khâu tổ chức thực hiện, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp phải những khó khăn, tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn khu phố ở huyện Tiên Lữ chưa cao, do phần lớn các bí thư chi bộ hoặc trưởng thôn khu dân cư đã cao tuổi nên khó đảm nhiệm. Số đảng viên trẻ có thể đảm nhiệm cả hai vai trò trên lại không nhiều. Hiện nay trên quốc lộ 39A đoạn qua xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, một số hộ dân sinh sống tại mặt đường ngang nhiên đốt rác làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện khi chạy trên quốc lộ gây mất an toàn giao thông. Trên quốc lộ 39A, đoạn đi qua xã Hiệp Cường, lúc 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12, một số hộ dân ngang nhiên đốt rác làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Theo người dân sinh sống tại đây cho biết, nguyên nhân là do mùa khô hanh, cây cối bên đường thường xuyên bị rụng lá, vì vậy người dân mới vun lại để đốt, dẫn đến khói mù mịt, làm cho mất tầm nhìn của các phương tiện đang lưu thông. Bên cạnh đó, đây là đoạn đường có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, lại không có giải phân cách nên rất dễ xảy ra tai nạn. Trước tình trạng trên, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã cần có các biện pháp nhắc nhở cũng như tuyên truyền cho người dân không tự ý đốt rác trên quốc lộ, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20 tháng 12, tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 7, Cục Quản lý Thị trường tỉnh và Công an xã Tân Quang đã phát hiện hai xe ô tô chở 6,5 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối. Hai xe ô tô bị phát hiện là xe ô tô mang biển kiểm soát 29H02403 do anh Dương Văn Linh, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, và xe ô tô mang biển kiểm soát 29C59093 do anh Vũ Ngọc Tiến, sinh năm 1986, cùng trú tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội điều khiển, đang vận chuyển sản phẩm động vật đã qua sử dụng, bốc mùi hôi thối mang đi tiêu thụ. Số hàng trên không có hóa đơn, giấy tờ nguồn gốc theo quy định. Theo các lái xe cho biết, cả hai đều chở thuê cho một người có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Hiện tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ số hàng trên để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.